Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Cường Đà Lạt Vlog. Sáng hôm nay này, sau khi thầy đi khất thực về thì thầy ra ngay chỗ ngay thọ thực, thì tất cả những bà con đã ra tập trung rất là đông ở bên quán cà phê nắng để mà chờ thầy đứng từ bên kia hồ nhìn qua đây cái lượng người như thế này. Đây sáng này thì cái lượng người tập trung thì quá đông luôn. Thì thầy đã đi khất thực cái hướng khác, cái hướng bên phải của công ty. Hướng phải của công ty thì mọi người đang đứng chờ thầy ra nè. Đó thầy đứng kia đó, đào quá đó, thầy kia đứng, có thêm một người đứng nói chuyện nữa, đứng ở giữa đó, thầy đứng ở giữa. À, đây là đó kia, thầy đứng ở giữa kia, trong này không đây nè, một bị vướng cái cây này đây, rụm hết rồi á, rụm hết cỡ đây. Thầy đang đứng nói chuyện mà con đang cây cột cờ giữa cả bữa không, cây cột cờ giữa giống xuống đó, đứng ở giữa đó, thầy đứng ở giữa đó. Sao quá không thấy rồi, đừng nói chuyện như thế đâu, quá không thấy giặc cứ nhìn nào năm cây cột cờ mà anh nhìn cây giữa. Đứng ngay ở giữa luôn đó. Thấy chưa? Rum cái máy lên, có cái máy rum lên thì mới thấy rõ. Máy rum cái máy lên là thấy rõ hơn. Nhưng mà cái máy này thì rum ngắn quá nè. Rồi thầy vô rồi. Rồi thầy vô rồi, thầy vô rồi. Để coi thôi, thầy có ra không? Nãy thầy cũng vô rồi, thầy ra. Vô thầy ra hoài à. Bà con đứng bên quán cà phê nắng giờ này đây. Bạn số 4 chú ở đâu ạ? Bạn số 4 mọi người ở đâu? Mọi người dây tay giúp em với. Bạn số 4, bạn số 13 đúng không? Mỗi lần là thầy qua bên này nè, bên chỗ cái nhà màu trắng trắng á, thầy đứng nó rõ lắm. Không phải ông áo vàng đâu, ở giữa. Ông áo ở cái trò đó nó bé. Đây là quán cà phê nắng á. Bàn số 4 và bàn số 13. Cô chú ơi, bàn số 4 và bàn số 13, cô chú giơ tay giúp em với ạ. Đây, mọi người đang chờ thầy đảnh lễ thầy từ xa, từ bên hồ bờ hồ. Đảnh lễ thầy, mọi người chắp tay, mọi người đều rất là cung kính chắp tay đảnh lễ thầy. Đó là một, cũng là một cách tôn trọng thầy, tôn kính thầy, một cách văn minh lịch sự như thế này, mà không nên ồn ào, không có la hét thì thầy sẽ đứng lâu, mà nếu mà có la hét thì thầy sẽ đi vào. Đấy là tình trạng là như vậy. Đây này là toàn cảnh kìa. Này.
nhưng mà trong cái những cái thằng này mình học nhìn qua bên kia hồ, cách đây từ đây qua bên chỗ cái hồ của thầy là khoảng chừng 100 mét, mấy trăm mét, 100 mét thôi. Đây. Sáng thầy ra thầy đứng đây nè, thầy đang ngồi thọ thực dưới lùm cây đó. Người dân ở bên này đánh lễ thầy từ xa. Hồi sáng là không, một số người đứng bên tay trái của công ty là không gặp. Chỗ người đứng bên phải thì gặp. Thầy đi khất thực rất là nhanh, đi mấy nhà gần đó, gần công ty rồi vô. Toàn bộ mọi người như thế này đây đều tập trung lại đứng ở đây để chờ đợi thầy đi ra. Chỉ cần nhìn bóng dáng của thầy thôi là họ đã vui, đã hạnh phúc. Toàn bộ quang cảnh cái hồ là như thế này. Gia Lai rất rộn ràng. Tất cả đều hướng về nơi thầy ẩn tu, nơi thầy thọ thực. Đây, quán cà phê nặng này, quán review rất là những người đi sớm cho họ chọn được một cái chỗ ngồi tương đối là tốt để nhìn thầy cho nó dễ. Rất nhiều đông cặp mắt đã hướng về hướng thầy, mà khi thầy xuất hiện là người ta biết liền. Thông thường mà thầy khất thực xong, thầy thọ thực á, là thọ thực xong rồi thầy mới đi ra. Tức là hồi nãy thầy đã thọ thực rồi, một ngày thầy ăn một bữa, sau khi khất thực xong về thầy ăn cho đến bây giờ, từ đấy đến ngày mai thầy mới ăn lại. Đó là nguyên tắc của 13 hành đầu đà là như vậy. Đây nè, từ hai bên đều đông như thế này. Đó, mọi người đều hào hức chờ đợi. Chờ đợi được gặp thầy, được thấy thầy từ xa để đảnh lễ thôi. À. Còn ở trong đó là có những công nhân đang làm ở nơi công ty Phát Tâm Thiên Đình Tuệ thì chưa làm xong. Thì các công nhân đang tiếp tục làm. Khi nào mà công ty làm xong rồi á, thì khả năng sẽ cho mọi người vào tham quan và đảnh lễ. Nhưng bây giờ vì lý do là chưa, công ty chưa hoàn thiện, chưa làm xong,
nên chưa có một chỗ sắp xếp trật tự cho thầy ngồi nói chuyện với Phật tử. Đó thầy kia, thầy kia, thầy mơ 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 trong ngã, thấy không? À, thầy đi tới đi lui trong đó. Thầy đi kìa, thầy đi kìa, thầy đi ra kìa, đó, à, thầy đi ra, à, đi đâu á, đi lên trên, thầy đi lên trên, không đi lên, đi lên, đi lên, đó, đó, thầy đi lên cái đường kia, cái đường đó, đó, thầy đi lên trên rồi, rồi thầy đi xuống lại rồi, đi xuống lại, đó, đó đi lên á, đi lên á, đó, đi lên rồi, đó, 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 đi lên công ty rồi, vậy là khả năng đang có thể là đang cho người đi vào thăm rồi đó. Đó, thầy mới lên lên trên đó thì tiếp á, khả năng là có người vào được vô đánh lễ rồi, thầy đi lên rồi, rồi thầy đi lên trên rồi, hả? Không ai mà cho vô chưa mà. Anh cho mở cửa họ ao vô số tiền nổi đã sắp xếp, ví dụ như một lần vô 10 người 20 người để đi lên tuốt ở trên luôn rồi, mà mọi lần là không bao giờ thầy lên nha, sao bữa nay thầy lên không biết à. Thầy dư lâu lắm, thầy còn thầy luôn chưa nói. Thế buổi lên ra. Không có tin này cả. Có sự. Có sự thay đổi gì à? Bây giờ thầy không ra, bây giờ thầy lấy xem là chắc thật luôn á. Thầy bây giờ là không ra nữa rồi. Bây giờ là thầy đi ăn nhé. Giờ mình có về nhà thăm cha mẹ của thầy không? Đi lên đây nè, đi lên đây đi, mấy bước là tới nè nha bố mẹ thầy nè, đây đi lên đây quẹo tới phải rồi, đúng rồi, bây giờ thầy đi lên đường rồi. Thì ai đi thì đi, thì mình bước lên đây có mấy bước là quẹo tới nhà thầy à. Đông lắm mà thầy không ra đó, thầy đi là chọn cái đèn chỉ thiếu cái hồ đó, chỉ thiếu mình và hồ bên kia, thầy và hồ bên kia thấy được, còn xa lắm, cách đây mình thấy là 100 mét. Toàn bộ quan cảnh là như vậy đây. Thì Phật tử thông thường là họ vô đây họ đảnh lễ thầy từ xa cũng được, rồi họ qua nhà bố mẹ thầy thăm bố mẹ rồi xuống cốc, đó là nhiệm vụ của những cái người mà từ phương xa lên đây có các nhiệm vụ như vậy đó. Toàn bộ đây là quan cảnh người chờ đợi.
cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Bây giờ mình tiếp tục mình cập nhật xem thử có gì mới không, thì để cho mọi người xem một cái cảnh tượng mà hiếm thấy của một cái bậc chân tu trên vùng đất Gia Lai mà mọi người đều ngưỡng mộ, mọi người đều mong ước được lần gặp thầy. Đấy. À, như vậy tình hình là như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều.